Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Đấy, cái dàn mai đấy mình đánh về đấy, mình ghép nó đã bật chồi hết rồi này. Đấy, cái nào cũng vậy, cái nào mà nó bật chồi sau, cái nào mình con gà nó làm gãy đấy mình ghép lại sau này. Còn đây này, giờ nó mọc mầm hết rồi. Đấy, thấy không? Có cái nó còn nở hoa luôn. Đây mình đi sang sang cái cây nó nở hoa cho các bạn xem nhé. Nên là cái cây mình đánh về mình ghép luôn trực tiếp là nó rất là khỏe, không có sợ gì hết. Đây này. Cái mà mình ghép mà vào cái nụ già nó đã nở hoa hết rồi này. Thấy không? Đấy. Đấy. Đây này, hoa nó này. Thấy không? Các bạn thấy không? Đấy. Nó quan trọng là mình ghép mình che được cho nó thôi. Cây mang về ghép nó rất là đơn giản đấy. Nó sống hết đấy. Có nhiều người cứ sợ, cứ bảo là mang về ghép liền nó có sống không đấy, 100% luôn, có chết cây nào đâu. Cây nào nó yếu hơn thì nó ra chậm. Còn đây này, ghép làm phát này đấy, lá nó khỏe nó vậy đấy. Đây này, những cái nụ này, nụ này là cúc này, này. Đấy, đây này, sang cái cây này này mình ghép vào mà nó nụ cúc này, đây này, cúc này, đấy, đấy, nên là mang về cái mình ghép liền, không cần phá bồn gì hết, cứ để nguyên bình thường vậy. Là trồng là bắt đầu là, đó các bạn thấy không, khỏe như lính Mỹ, ghép luôn, đây này, đó. Ghép liền lấy hai cây này, thằng em nó mua để nó bỏ ấy cho nó. Còn đây này, cái này nó đang mọc mà nó mọc yếu hơn tí thì nó ra chậm nhưng mà nó không chết đấy, đấy. Sống hết, có cái là nào nó mình lấy vào cái nụ mà nó già cái là nó già hết luôn. Đây này, cái hoa của nó đấy, ghép cái già cái là nó ra cái hoa luôn, các bạn thấy không? Đấy, cái cây bảo suy cây đấy, ghép lại này, mình ghép trước hai cái trên này thấy nó bên nó ấy cái thì lại ghép tiếp vào cái bên dưới này đấy. Đây, cái lá nó mỡ, cái lá này giảm. Nó ghép nó sống 100% luôn. Nếu mà lấy cái nụ già là nó ra hết. Rồi, các bạn chịu khó khi nó mọc mầm rồi thì sáng ra các bạn cố gắng phun phun sương cho nó. Đấy. Đấy mình phun đây. Sáng nào mình cũng ngày các bạn cố gắng phun cho nó tới 3 lần. Sáng trưa tại nó mới ra cái mầm non này này. Thì nước lã mình phun thôi. Xong là cứ mỗi một tuần này. 7 ngày mình lại 7 ngày mình lại hòa cái phân bón lá với lại thật thuốc sâu thật loãng, bắt đầu là mình phun cho nó. Đấy. Phun cho nó cho nó về cho nó. Đấy, nó mát. Thấy không? Sống ghép luôn như này nó trong lúc nào nó ra tay tán đầy đủ là mình rồi là mình mang mình trồng. Bình này ít nước quá, cạn. Đây cái rễ này các bạn thấy không? Cái rễ con này mình có đi đánh về mình tiếc ấy, mình cũng trồng. Này. Nó bé bằng ngón tay này, nó bé thôi nhưng mà mình về mình ghép mà nó đã ra cái hoa rồi này. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Đây. Ghép và lấy lúc cái bo hoa nó có cái nụ là nó nở liền à. Đấy. Chịu khó mình phun sương cho nó. Sáng ra cái chịu khó phun 2 lần cho nó. Phun sương cho nó mát.
hai cây này thì thằng em nó bán rồi thì nó nhờ mình trồng cho nó. Để phun vào cho nó mát này. Cái có cái mầm nó đem nó do cái nước này, nước cái mình che đấy, nó nặng quá nó dội đến đây nên là cái hai cái mầm nó gãy thì mình ghép lại, còn hầu như ghép là sống khỏe 100% luôn, đâu có sao đâu. Có cái nào nó yếu hơn thì nó ra chậm. Sáng nào mình chịu khó mình phun sương cho nó. Xong là cứ một tuần mình lại hòa thuốc kích rễ rốt 2 đấy, mình tưới cho nó. Sáng nào mình phun sương cho nó. Đây, cái cúc này mình ghép này. Đó, nó cũng mọc hoa hết rồi. Đâu cần nhiều đâu, cần cái bình này 2 lít này, cứ ngày 3 lần mình xịt cho nó. Đó. Cả cái cây mới ghép hôm qua đấy mà. Đây, cái cây này là cái cây cực kỳ suy vứt đi này. Họ cho đấy, bây giờ mình ghép này, ghép chèn vào đây. Cũng phun cho nó ướt cái lá. Cái này mới ghép ở ngoài này, đây thì mình che lại. Nó sợ nó mưa quá thì mình đấy. Mới ghép hôm qua đấy. Phun sương cho nó mát, mát cái thân nó. Rồi, video này là kết thúc nha. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất. Còn các bạn mà ghép mà có gì thì số điện thoại mình để trên màn hình, có gì các bạn cứ điện trực tiếp hỏi mình, không có sao đâu. Anh em cùng làm nghề cây với nhau mà. Các bạn cứ điện thoải mái. Mình cũng chia sẻ thật lòng những cái gì mà mình biết. Đó, cái gì mà mình biết thì mình chia sẻ cho các bạn.